Tỷ phú Hoàng Kiều và Ngọc Trinh công khai hình ảnh thân mật. Hẹn hò từ tháng 11 sau màn mai mối của người thân ông Hoàng Kiều, Ngọc Trinh và doanh nhân 72 tuổi không ngại điều tiếng dư luận, sẵn sàng công khai những hình ảnh thân mật. Nhân dịp Giáng sinh, trang cá nhân của tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên kiều nữ 27 tuổi Ngọc Trinh trong 2 tháng bên nhau. Họ chính thức hẹn hò từ tháng 11 qua sự giới thiệu của con dâu doanh nhân nổi tiếng. Người con dâu tiết lộ, ông Hoàng Kiều cảm mến Ngọc Trinh ngay khi nhìn thấy ảnh cô chụp chung với đồng nghiệp. Sau đó, ông Hoàng Kiều chủ động liên lạc và nhận được sự đồng ý của người đẹp. Họ từng đi du lịch Nhật Bản vào tháng 11. Khi đi cùng bạn trai hơn 45 tuổi, Ngọc Trinh không ngại nắm tay ông trên đường phố. Cô còn chủ động thể hiện tình cảm khi tạo dáng chụp ảnh. Thời điểm đầu tháng 12, Ngọc Trinh thỉnh thoảng chia sẻ tình cảm với một người đàn ông giấu mặt. Cô viết, và rồi trái tim nó đã vui trở lại. Lúc đó, bạn bè Ngọc Trinh tiết lộ nửa kia của cô là một người từng trải, giàu có và chiều chuộng bạn gái. Giữa tháng 12, thông tin Ngọc Trinh yêu tỷ phú Hoàng Kiều đã râm ran. Nữ diễn viên đến giờ vẫn giữ kín trong khi phía doanh nhân 72 tuổi xác nhận tin đồn. Trong ảnh, ông Hoàng Kiều và Ngọc Trinh ngồi xe và ăn chung một cây kem. Ông Hoàng Kiều tâm sự rằng ông cũng bất ngờ khi thấy bản thân trẻ trung hẳn ra khi ở bên nữ diễn viên vòng eo 56. Gia đình ông Hoàng Kiều cho biết họ ủng hộ chuyện tình cảm giữa hai người. Giữa tháng 12, Ngọc Trinh sang Mỹ ra mắt người nhà và bạn bè của bạn trai. Thời gian ở Mỹ, cô được đưa đón bằng máy bay riêng và xe sang của ông Hoàng Kiều. Ngọc Trinh cũng tham gia các sự kiện tiệc mừng năm mới của gia đình tỷ phú. Khoảnh khắc Ngọc Trinh được tỷ phú USD đưa đón trên phi cơ riêng. Con dâu tỷ phú cho rằng đây là mối tình lãng mạn nhưng cũng ồn ào nhất năm. Gia đình ông Hoàng Kiều khẳng định họ không quan tâm đến tin đồn hai người đến với nhau, tạo thành mối tình ông cháu vì những lý do riêng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!